Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dương Vân Channel. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo nhé. UBS khuyến nghị mua vàng gần 1.200 đô la Mỹ theo dự báo của UBS Group Asia. Vàng có thể giao dịch trong khoảng 1.200 đô la Mỹ đến 1.300 đô la Mỹ một ounce trong ngắn hạn do kim loại này chạy theo lãi suất thực của Mỹ. Chúng tôi không nói rằng chúng tôi có xu hướng lạc quan, nhưng chúng tôi cũng không nói rằng chúng tôi thiên về xu hướng giảm giá. Ben Gordon, giám đốc điều hành hàng hóa và ngoại hối cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, nhìn lại trước đó, kim loại quý đã leo thang gần 9% trong quý 1 bởi những lo lắng về chính quyền Tổng thống Donald Trump và những rủi ro về địa chính trị. Tuy nhiên, thị trường đã đi xuống và thiết lập bước giảm tháng đầu tiên trong năm nay vào tháng 6 vừa qua. Hôm thứ Hai, quý kim cắm đầu tuột dốc và hình thành đà giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 trong bối cảnh cổ phiếu và trái phiếu tăng trước khi bất ổn Bắc Triều Tiên kích thích một bước phục hồi nhỏ. Hiện thị trường đang đứng quanh ngưỡng 1.227 đô la Mỹ một ounce. Nếu tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tiếp tục giảm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn theo đuổi kế hoạch tăng lãi suất bất chấp dữ liệu lạm phát ra sao, thì đó chính là yếu tố tiêu cực đối với vàng trong ngắn hạn, ông Gordon nói. Tuy nhiên, nhu cầu vững chắc trong năm nay và sản lượng yếu cùng với một đồng đô la giảm lại đóng vai trò hỗ trợ cho giá vàng. Nếu giá cổ phiếu bắt đầu giảm, các nhà đầu tư có thể chuyển sang mua vàng. Ông nói thêm, vàng cũng có thể đóng vai trò là bảo hiểm nếu thị trường lao động Mỹ không cho thấy sự cải thiện và lạm phát không tăng lên. Điều đó sẽ buộc Fed phải ngừng lại các biện pháp thắt chặt. Tình hình cũng sẽ tương tự nếu tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Chúng tôi rất thích vai trò bảo hiểm của vàng từ những viễn cảnh không rõ ràng như thế này, ông Gordon chia sẻ. Vàng đã tăng 0,6% trong 2 ngày sau khi động thái thử tên lửa của Triều Tiên một lần nữa làm dấy lên những lo ngại địa chính trị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gọi hành động này là gia tăng mối đe dọa mới, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một phiên họp kín vào hôm nay.